Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động VGC trên TIA Proto nhanh. Thì có một số bạn không biết cách khởi động VGC, thì các bạn thường vào TIA Proto và các bạn mở cái reset lên. Thì như hiện tại mình đang làm, thì các bạn mở lên nó rất là lâu. Thì khi các bạn vào chương trình TIA Proto thì các bạn nhấp vào Simulation để khởi động QCC lên. Khi các bạn khởi động VGC bằng Simulation lên thì các bạn sẽ khởi động được cái VGC. Thì như vậy các bạn khởi động bằng cách này nó rất là lâu nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái chương trình riêng cho cái VGC này, thì các bạn sẽ chạy nhanh hơn và các bạn cũng có thể copy sang máy khác và các bạn chạy nó dễ dàng hơn. Thì trước tiên mình sẽ tắt cái mô phỏng này đi. Thì để chạy được nhanh thì các bạn phải đổ download ra một cái file chương trình. Thì lúc đó các bạn dùng cái file đó các bạn chạy. Thì để download được cái file đó các bạn nhấp vào cái reset VGC. Các bạn vào online. Ở đây nó có một cái dòng là download to file system, các bạn nhấp vào và các bạn chọn cho mình cái thư mục các bạn sẽ đổ cái đó. Thì đây mình sẽ chọn vào desktop, mình sẽ tạo một cái thư mục mình để là VGC. Các bạn có thể đặt tên khác hoặc khác nha. Và các bạn nhấp vào. Đây báo lỗi thì mình sẽ tắt cái này đi nha các bạn. Đang có lỗi. Và mình sẽ down lại. Sau khi mình tắt cái VGC running đi thì mình sẽ download được thành công nha các bạn. Mình sẽ vào, sau khi mình download xuống cái thư mục đó mình sẽ có một cái file VGC system đây và một cái file VGC đây như thế này. Thì khi các bạn chạy các bạn nhấp vào cho mình cái
BLC System 1 này là các bạn có thể chạy chạy nha các bạn. Đây và các bạn muốn chạy máy khác thì các bạn chỉ cần copy cái hư mục này qua máy khác, các bạn chạy bình thường thì các bạn chỉ cần chỉnh lại cái địa chỉ IP để kết nối với PC là xong. Máy mình hiện tại nó hơi nó yếu quá nha các bạn nên nó chạy hơi lâu. Và như vậy các bạn đã chạy được file WinCC rồi nha các bạn. Thì đây là cách mà các bạn để chạy một cái file WinCC trên TMVCO. Các bạn phải download log file ra cái màn ra thì các bạn sử dụng cái file này các bạn chạy nha. Và các bạn lưu lại cái file này. Khi nào các bạn cần chỉnh sửa thì các bạn mở TMVCO lên và các bạn chỉnh sửa trên cái file log. Và các bạn chỉnh sửa xong các bạn download lại thì mình sẽ có được file mới và mình chạy trên file đó. Tại video mình đến đây xin tạm dừng, chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.